À, kính thưa quý vị và các bạn, thì hôm nay là phiên chợ Chăm được diễn ra vào ngày 1 đến ngày 3 hàng tháng. Thì vào lúc này là giờ trưa, nên có vẻ như là du khách cũng vắng hẳn ra. Vì do đây là thời gian buổi trưa nên tôi xây dựng cái clip này sẽ là giúp cho các bạn đi tìm hiểu các cái loại hàng nông sản cũng như là cái củ sâm Ngọc Linh tại huyện Nam Trà My tại phiên chợ này. Các bạn hãy cùng tôi đi vào phiên chợ này để xem. Đây là khu trưng bày các mặt hàng nông sản cũng như là cái sâm Ngọc Linh của huyện Nam Trà My. Đây là gian hàng của Minh Thái. Đây là những cái bình sâm Ngọc Linh được ngâm với rượu. Đây là lá sâm. Rất nhiều các mặt hàng sản phẩm được trưng bày tại đây. Ta tiếp tục đi những cái gian hàng khác. Tuy vào giờ nghỉ trưa nhưng mà lượng khách ở đây cũng khá là đông. Đây là hũ sâm Ngọc Linh, này là cả cây cả củ cả lá. Một hũ sâm như thế này là giá bao nhiêu tiền nhỉ? Một hũ sâm như thế này có giá 6 triệu ạ, cả thân cả củ và lá. Giá 6 triệu. Năm yếu đi dạo đấy chứ. Khi nào mua thì chốt mà. Đây, anh cho anh hỏi là anh đến từ đâu anh? Em đến từ Kon Tum anh. Anh biết cái phiên chợ xong rồi diễn ra như thế nào, thì nhờ đâu mà anh nên lại đến đây để mua sản phẩm rồi? nói chung là em cũng nhờ cái phương tiện truyền thông báo đài anh, rồi em cũng biết ở Nam Trà My mình có cái hội sâm á, rồi em cũng qua thứ nhất là tham quan xem bà con ra bán sâm á. Anh đã dùng lần nào chưa? Sâm Ngọc Linh thì trước kia em cũng được dùng rồi, dùng một lần rồi. Loại này thì bao nhiêu tiền cô? Loại này là 98 gram 98 triệu một ký. 15 củ. 15 củ. Đây là loại hai, loại ba, loại hai à? Loại một là hai. Còn loại này. Loại này là bao loại này nhiêu? cũng hai ba giống nha. Rồi chúng ta tiếp tục đi du lịch những cái công ty doanh nghiệp khác. Rất nhiều các mặt hàng sâm Ngọc Linh. Mua bán mình sang đây là ấy chứ, đâu phải là sang đây cầm sâm.
chè chua chua. Canh tim sơn. Tao không có thằng trước. Cả canh giả mà. Lượng khách khá là đông vào buổi trưa. Chúng ta đi tìm hiểu du khách này mua những gì. Chỉ là đi tham quan thôi. Mà chúng ta tiếp tục đi tìm hiểu những cái mặt hàng nông lâm thủ sản. Đây là các gian hàng của các xã. Đây là gian hàng của xã Trà Giòn. Chúng ta đi vào chiêm ngưỡng. Đây là sâm cao phơi khô. Sâm cao này có giá bán bao nhiêu chị? Chị ơi. Chị, sâm cao này một gói này bao nhiêu tiền? Sâm cao nó 1 kg là 200 nghìn. 1 kg loại này 200 nghìn. Sâm cao này có tác dụng là hỗ trợ chữa sốt xuất huyết, tăng cường sinh lý cho nam giới. Anh nào yếu sinh lý là mình nên mua loại này. Đây là sâm nam. Sâm nam này có giá bán là 1 kg là 300 nghìn. 1 kg phơi khô. Thường thường là tầm hơn 3 kg tươi, 1 kg khô. Nên cái giá rất cao hơn một xíu. Rất nhiều các mặt hàng sản phẩm của địa phương. Đây là mật ong rừng. Tại phiên chợ sâm Ngọc Linh thì ngoài các sản phẩm sâm thì còn có các mặt hàng nông lâm thổ sản của người dân địa phương, tất cả các xã của huyện Nam Trà My để đem xuống bán tại phiên chợ. Tại phiên chợ lần này có những cái trái lạ. Đây là trái dứa rừng, hay còn gọi là trái thơm. Này có chua không chị ơi? À, công dụng của nó là trị sỏi thận. Phơi khô nguyên trái như thế này. Tách muối phơi khô. Tách ra những đi sầu riêng này. Tách từng muối ra phơi cho nó khô. Cái muối này à? Cái này là gì vậy? Nếp cẩm. Nếp cẩm của nếp người cẩm. Đồng bào. Nếp cẩm. Củ khoai sâm đắp. Củ này chế biến như thế nào chị? Là khoai mình dùng để. À chị gì nói? Dạ, đây là củ khoai sâm đắp của người đồng bào mình dùng để nấu canh hay là luộc hay là nấu cháo cho em bé đều rất là bổ, rất nó có tính mát, giúp cho hệ tiêu hóa tốt. Rất là nhiều các mặt hàng. Đây là tinh nghệ nguyên chất. Củ như thế này là 250 nghìn. Nửa ký. Nửa ký. Chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm. À, cái này, này có giấy chứng nhận là đã hoàn đã qua kiểm định vệ sinh an toàn thực phẩm. Giá cả phải chăng. Đây là gian hàng của xã Trà Lan, là một cái gian hàng
được đánh giá cao về cái sản phẩm quế, là quế vỏ Trà My. Loại quế vỏ này được chứng nhận quyền sở hữu chữ quyền sử dụng chữ dẫn địa lý cho cái sản phẩm quế vỏ, được cấp ngày 23 tháng 7 năm 2018 do giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam cấp. Những cái túi bột quế như thế này có thể là giúp cho các bạn là treo ở trong phòng vệ sinh hoặc là bỏ trên xe ô tô. Cái chùm này có thể là treo phía trước xe ô tô. Những cái hũ này thì có giá bán 100.000 một hũ. Đây là mang khô, loại mang một bao này có giá bán là 200.000. Rất nhiều các mặt hàng sản phẩm dược liệu, hay là tất cả các loại dược liệu. Là bao nhiêu tiền anh? Dạ, cái này là 8 triệu anh. Cái gì là 5 triệu, không biết nhau. Mấy lọn à? Anh mua cái hũ rượu bào bào, rước anh về, anh sáp vô, anh đổ rượu vô thôi.